Tin an ninh, vào hồi 5 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2020, Tổ công tác thuộc Công an thành phố Hương Yên kiểm tra, phát hiện tại quán Karaoke Lộng Gió, thôn Đào Đặng xã Trung Nghĩa, thành phố Hương Yên, có 8 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Thu tại phòng hát, có một số vật dụng như đĩa ghế vẫn còn bám dính chất tinh thể màu trắng, qua giám định được xác định là ma túy loại ketamin và một viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan đến việc sử dụng ma túy. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm Phạm Việt Anh, sinh năm 2000 ở xã Bảo Khê và Lê Văn Long, sinh năm 1993 ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Trịnh Văn Hùng, sinh năm 1994 ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Dương Thị Giang sinh năm 1997 ở xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.